Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Tôi muốn chia sẻ chúng ta một phần của sứ điệp ngày hôm qua dành cho thân hữu, nhưng ngày hôm nay thì dành cho hội thánh. Nhưng trước khi chia sẻ sứ điệp này, tôi muốn cho chúng ta một điều mà Chúa đã chia sẻ cho tôi, chỉ dạy cho tôi trong chuyến đi Việt Nam vừa rồi. Và chúng ta đều biết một điều đó là làm khi chúng ta khởi nghiệp, chúng ta bắt đầu từ tay trắng và chúng ta làm cái đường và chúng ta có tài sản. Nhưng mà tạo ra sự nghiệp là một chuyện, mà giữ được sự nghiệp đó hay không là một việc khác. Có những người nửa đường thì họ đã bị phá sản, họ tệ lại ban đầu và thậm chí không có cơ hội để trở lại. Có người thì lúc mà cần qua đời hay là lúc mà cuối đời của họ thì họ bị phá sản, chẳng có gì để cho con cháu của mình. Đó là rất thường thôi mà. Cái thứ hai nữa là khi mà họ có của cải để lại cho con cái rồi đó, thì con cái họ biết sử dụng cái tài sản đó được hay không, hay là con cái của họ phá của. Và cái khả năng của người cha mẹ có thể dạy cho con cái mình biết giữ những gì mà mình đã làm ra hay không, và đồng thời họ có thể làm sao để khá hơn và giàu có hơn và để rồi dạy lại cho con cái của mình. Chúng ta thường nghĩ đến một vấn đề, đó là chúng ta làm sao để có tài sản thì chúng ta sống và nuôi vợ nuôi con này đó. Nhưng mà chúng ta không nghĩ là chúng ta giữ được hay không, làm sao để giữ được và làm sao để truyền lại cho con cái mình để nó làm tốt hơn. Và đây là cái điều mà xứ chúng ta sống đây ở đây hàng ngày. Và quý vị thấy ngày hôm qua tôi chia sẻ chúng ta những tỷ phú họ không giữ được, dù có những điều họ không giữ được người vợ người chồng ở cạnh mình, hoặc tài sản họ xây ra họ mất đi và chia năm xẻ bảy ra. Đây là chúng ta nói về vấn đề thuộc thể, nhưng liên hệ về vấn đề thuộc linh nó như thế này. Chúng ta đến Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng là Đức Chúa Trời chúng ta đến giàu có, và sự giàu có của Ngài không thể đo lường được. Và Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Chúa vui thích, Ngài vui thích kính anh với Ngài, Ngài hớn hở, Ngài vui thích ban sự vinh thịnh cho tôn tớ của Ngài, tức là những ai hầu việc Ngài. Và khi mà Chúa nói đến điều này thì Kinh Thánh cho cũng đồng thời chúng ta cho biết rằng Chúa Ngài hứa với Abraham là tổ phụ đức tin của chúng ta là nếu ông vâng theo tiếng gọi Chúa đi đến một nơi mà Chúa chỉ cho thì Chúa cứ hai ba phước cho ông, Ngài sẽ làm cho ông được nổi danh, Ngài sẽ cho ông dần dỗi và cho ông ai chúc phước cho ông thì sẽ được chúc phước, ai rủa xả cho ông thì rủa xả. Chúng ta biết điều này rồi. Và tới thời kỳ của Isaac thì Isaac lại càng ngày càng được giàu có hơn. Là cũng cho chúng ta nhìn thấy một bức tranh ở đây là cái phước hạnh của chúng ta ở đất này nó lệ thuộc vào phước hạnh thuộc linh của chúng ta. Không phải chúng ta làm bao nhiêu, nhưng mà đức tin của chúng ta tin cậy nơi Chúa, nương dựa vào Ngài, vâng lời Ngài, bước đi theo ý muốn của Ngài, nó lệ thuộc vào phước hạnh thuộc thể của chúng ta. Chúng ta đã nghe làm chứng của một vài chị em của chúng ta, Hưng cũng như là Hùng cũng như là Kim Bạch ngày qua, Mai Lê Kim Bạch ngày qua. Có những con người hết lòng đi với Chúa trong thời gian ngắn, họ sẽ thấy nhiều hơn cả 10 năm mà họ cố gắng. Cho nên chúng ta không muốn cuộc đời của chúng ta xây dựng một cái gì đó rồi cuối cùng nó mất cả. Chúng ta muốn xây dựng cái gì lâu dài chúng ta để lại cho con cháu chúng ta. Và vấn đề tôi muốn nghiêm cho chúng ta đây là chúng ta không phải để lại tài sản cho con cái của chúng ta. Bởi vì chúng ta để tài sản cho con cái chúng ta, nếu nó không yêu kính Chúa thì tất cả gì ta để lại cho nó đều phụ tăng hết. Thân để chúng ta để lại cho con cái của chúng ta đó là di sản thuộc linh, và có thể được chúng ta sẽ bắt đầu kèm theo di sản thuộc thể, bao gồm tiền bạc, bao gồm kiến thức và tất cả gì chúng ta có. Để Kinh Thánh cho chúng ta biết điều rất là quan trọng tại đây mà tôi sẽ dẫn đến cái bài hôm nay. Kinh Thánh cho chúng ta biết một điều rất đặc biệt là khi mà trước khi Abraham lìa đời, ông đã làm một điều rất đặc biệt, đó là ông cho tiền bạc cho những đứa con vật thực. Abraham sau này ông có ngoài Ích Ma Ơn ra, ông còn đứa con của
năm thứ ba nữa, và ông có một số đứa con, 6 đứa con, và ông cho tiền bạc cho những đứa con vợ thứ, nhưng riêng Isaac là con mà của vợ thứ, con mà của ông và Sarah, thì ông để cái thánh đường, ông để cười cười cho Isaac. Và bởi vì ông để cười cho Isaac thì khi Isaac rời khỏi, lúc mà ông cha ông qua đời, Isaac đến Ai Cập, thì chúng ta làm sáng ký đoạn 26, khi Isaac đến Ai Cập thì tại đó một điều đã xảy ra là gì, chúng ta biết không? Tại đó một chuyện xảy ra, đó là giữa một lúc hạn hán giống như vậy, và Chúa ở với Isaac và ông dơ và ông chặt trong lần hơn. Và Kinh Thánh nó đang trở nên rất là giàu có, đến nỗi vua Abimelech đuổi ông đi, đuổi ông không cho ở dùng đó, không ông đi xa khỏi chỗ khác, thì tới chỗ đó thì ông lại càng giàu có hơn nữa, đến nỗi vua Abimelech đến và làm hòa với ông, và nó kể là thứ hai bên không có tình yêu. Có nghĩa là Abraham đã trở nên cực thịnh, được giàu có rồi, thì tới phiên Isaac thì trở nên giàu có hơn cha của mình. Đó là tại sao di sản của mình, di sản của mình. Bước kế tiếp là điều gì? Bước kế tiếp đó là tới phiên Isaac có hai người con là Esau và Jacob. Isaac coi thường quyền trưởng nam, và Jacob muốn cái quyền trưởng nam này, bởi vì ông tin rằng cái quyền mà trưởng nam đó là quyền nhận được tất cả cơ nghiệp của mình, của cha mình, đồng thời nhận lấy sự chúc phước của cha mình. Cho nên khi mà Esau lúc mà Isaac làm sắp sửa qua rồi, ông nói Esau là con hãy đi săn và làm thức ăn cho cha, và ta sẽ chúc phước cho con trước khi cha qua đời, thì Isao lúc Isao nói đó, thì bà Rebecca là vợ của bà nghe cái chuyện này và nói với con hãy giả dạng anh của con đến để nhận phước, và giải cố cầm lấy lông của dê mặc lên trên người để cho ông giống như là Isao, và áo Isao cũng giống Isao. Và cho đến khi Isaac chúc phước cho giả cố xong thì lúc Isao lúc này, vậy sao nó cha con đã làm thức ăn sẵn cho con lại sao con cha con làm thức ăn sẵn, giờ mà dưới trước đã làm thức ăn cho ta lại rồi ông trực biết là Jacob đã gạt ông để nhận cái chúc phước này rồi. Lúc đó Esau mới Kinh Thánh cho biết Esau mới nó chờ dưới một chúc phước cho con nữa, và Kinh Thánh cho biết một điều là Chúa ông Esau khóc và nói con ơi con được nữa không, bởi vì cha đã chúc phước cái cơ nghiệp của cha, những gì của cha đã đưa cho cha con rồi. Chúng ta biết không, cái sự coi thường, cái di sản tục linh của cha mình, của hay sao là đánh mất đi cái số phận của mình. Đáng lẽ là dòng dõi Abraham, Isaac và Esau, nhưng mà đổi là Abraham, Isaac và Jacob, bởi vì có những người coi thường di sản. Và sở dĩ đến cái Jacob là bởi vì Jacob giống như đam mê tham lam di sản của mình. Và Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng từ đó dòng dõi của Jacob, 12 đứa con của Jacob được Chúa ban phước. Nói câu chuyện khác nữa, khi mà Môi-se một đời tới rất là được ơn của Chúa, và ông làm nhiều bất kỳ phép lạ, nhưng ông chỉ có một mình ông thôi, và ông không làm được nhiều việc, cho nên Chúa mới nói với Môi-se rằng hãy sai, hãy kêu 70 trưởng lão đến đây, và con ta sẽ lấy thần của ta đặt trên những người này để họ có thể làm những công việc thay thế cho con. Chúng ta biết một cái điều rất là đặc biệt là khi mà thần của Chúa mà Chúa lấy từ ở bên trong Môi-se chuyển qua 70 trưởng lão, thì những người này cứ nói tiên tri và tiếp tục nói tiên tri mãi. Trong 70 trưởng lão thì nói tiên tri, bởi vì ông nhận một phần của sự sức dầu mà của Môi-se trên họ. Nhưng mà một điểm đặc biệt cho chúng ta thấy đó là nhưng mà khi mà Môi-se trước khi về đời, cái cơ nghiệp không phải cho 70 người đó, mà cơ nghiệp dành cho
được rồi. Giữa trong hai người mà dẫn dân Israel vào đất hứa gồm Caleb và Giô-suê. Caleb là cái người rất là mạnh mẽ, ông 80 tuổi rồi, ông còn muốn chiến đấu để mà giành lấy cái cơ nghiệp của mình. Caleb là người khi mà 10 trưởng lão khác, 10 thám tử đến là nói tiêu cực là đất hứa này mình không chiếm được đâu, vì là người dân rất là to lớn, rất là gồ ghề. Đất của thành thì rất là to lớn, còn dân thì rất là dễ dàng. Chúng ta giống như là châu cháu cào cào trước mặt họ. Nhưng Caleb là người rất là mạnh mẽ, giản dị, ăn nói mạnh mẽ, không có những đức tính này. Nhưng mà chúng ta biết tại sao không? Tại điều gì xảy ra? Tại sao cơ nghiệp hay là sự sức giàu năng quyền của ông Mô-xê lại ở trên mình của Giô-suê? Là bởi vì Giô-suê đeo đuổi tục linh. Trong khi mà ông Mô-xê vào trong đền thờ, ông thờ của Chúa tìm kiếm gặp mặt Chúa, Giô-suê cũng đi theo. Và khi Giô-suê, khi mà Mô-xê rời khỏi rồi, Kinh Thánh cho biết rằng Giô-suê chỉ còn ngồi đó ở trong sự hiện của Chúa. Và đó là tại sao một người có thể nhận được cái một cái phần nào, phần quà nào hay sự sức giàu của người để tới được ơn, nhưng cơ nghiệp không phải có mấy người con. Một lần nữa câu chuyện trong Thánh nữa cho chúng ta biết đến đó là Eli và Elisa. Eli là một người rất là được ơn Kinh Thánh cho chúng ta biết, ông thở lửa từ trời xuống và ông cầu nguyện cho trời không mưa thì không mưa, ông cầu nguyện cho trời mưa thì trời mưa, và ông cuộc đời ông có nhiều dấu kỳ chấp lại. Và giữa tất cả những cái truyền tiên tri trong thời đó, chỉ có một tiên tri duy nhất, đó là tiên tri Elisa. Trước khi mà Eli về trời, Elisa đã nhận được gặp đó. Và Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng nhiều lần Elisa đã bị thử thách bởi Eli. Ông bị Eli đuổi đi, nhưng mà ông nhất quyết đi theo thầy. Bởi sao? Ông hiểu được cái di sản thuộc linh thật thế nào. Những người nào muốn đi theo những đầy tớ của Chúa được ơn, được sự sức giàu, phải có một giá phải trả. Và chúng ta biết rằng là khi mà tiên tri Elisa mà quyết định theo thầy của mình, thì tiên tri Elisa chỉ khi nào ngươi thấy được ta cất lên về trời thì ngươi mới nhận được thôi. Có nghĩa là nếu Chúa không mở mắt cho tiên tri Elisa thấy đó, thì ông thấy không nhận được cái công việc của tiên tri Elisa. Và Kinh Thánh cho biết rằng khi mà hai người đang đi với nhau thì xe ngựa của Chúa đó là sẽ riêng hai người ra, và tiên tri Elisa cất lên, thì khi tiên tri Elisa cất lên thì chuyện gì xảy ra? Elisa gọi là trời, và ông xé cái áo trò của mình, thì cái áo ở từ trời rớt xuống và ông nhận lấy, và từ đó thần của trời ở trên Elisa gấp hai lần thầy của mình. Nhưng mà đáng tiếc tới khi tiên tri Elisa gọi là không có ai kế tiếp, không có người kế tiếp. Và đến ông chết, ông chôn trong mộ. Và Kinh Thánh ghi nhận lại là có một người lính chết, và người ta thảy xác vào trong cái chỗ cái mộ của ông Elisa, và hài cốt của ông giống như là lộ ra bên ngoài, cho nên cái xác đụng vào hài cốt và cái xác chết sống lại. Có nghĩa là sự sức giàu của Elisa vẫn còn ở trên đời sống của ông, trên xương cốt của ông, đến nỗi mà cái người chết đụng vào sống lại. Tôi muốn nói chúng ta đến điều này để làm gì? Tôi muốn hội thánh chúng ta nhìn xa hơn những gì mình đang có, nhìn xa hơn những gì mình đang nhận được từ Đức Chúa. Câu hỏi chúng ta, tôi muốn chúng ta tự hỏi là: tôi sẽ để gì lại cho con cháu tôi? Tôi để cái gì? Và cái điều mà tôi để cho con cái của tôi, nó có giữ được hay không? Những gì tôi làm, tôi có giữ được để lại cho con cái tôi không? Nó còn gì? Và những gì tôi có được, tôi có thể để lại cho con cái của tôi, và nó có giữ được và nó làm tốt hơn như tôi có không? Đó là câu hỏi mà chúng ta phải suy nghĩ đến. Và muốn có được này, cầu xin Chúa mở mắt chúng ta để
chúng ta quyết định những quyết định trong cuộc đời mình, chúng ta chọn lựa những cuộc đời, những điều chỉnh chỗ chúng ta chọn lựa cuộc đời của mình luôn luôn ở trong thánh ý của Chúa. Chúng ta sẽ không quyết định cho cảm xúc chúng ta không quyết định bởi ai thô bức chúng ta, ai ngủ đôi chúng ta, ai phung dọ chúng ta quyết định bởi một tôi làm như này là bởi vì Chúa muốn tôi làm, tôi muốn làm cho bằng Chúa. Và tôi tin là khi mà chúng ta có một cái khát vọng này, chúng ta nên trước khi ngay cả chúng ta rìa đời, chúng ta cũng phải nói là con ơi, giờ đây ba sẽ đặt tay cho con, những gì Chúa ban cho ba sẽ để lại cho con. Chúng ta phải dạy nghĩ nói với con rằng mẹ con ở đây, những gì Chúa ban cho cuộc đời của mẹ, ơn Chúa ban cho cuộc đời của mẹ, những khả năng Chúa ban cho cuộc đời của mẹ, sự sức giàu của Chúa ban cho cuộc đời của mẹ, mẹ sẽ đặt lại và mẹ để lại cho con. Quý vị muốn cuộc đời mình như vậy không? Để cái sự sức giàu của con cái mình, nó được thay đổi từ đầu tiên, nó bò, nó khởi nghiệp từ lúc đầu tiên để nó có được lúc nào đó. Nhưng mà những gì mà chúng ta khởi sự làm, nó tăng dần lên, nó tích lũy lên từ một lúc nào đó, chúng ta đặt tay cho con mình, cũng giống như Abraham đặt tay cho mình trên đỉnh Isaac, thì Isaac trở nên khác biệt. Cũng giống như là Eli mà cái áo Eli mà được trao cho Elisee, Elisee trở nên khác biệt. Có quá nhiều người chúng ta sống theo pháp thấy, chúng ta chọn lựa một cái thánh cho chúng ta quyết định những gì mà truyền đạo của mình hứa không xin lỗi tôi hãy chứ đi theo đường đó là mình muốn mà nhìn xem sự mất mình đối thức để biết là bây giờ đời không được mà phát sinh. Nhưng đừng nghĩ là chúng ta đi vào thờ chúng ta muốn sự tốt đẹp, nhưng mà chúng ta cần hiểu rằng Chúa có những cái chương trình, những kế hoạch cho cuộc đời chúng ta, và những thứ mà đó mà chúng ta chơi đi muốn Chúa, chúng ta vinh vào Chúa, thì những đó sẽ tích lũy cho những gì cho thế hệ mai sau. Và do đó khi chúng ta quyết định điều gì, chúng ta muốn quyết định điều đó phải là đúng như Chúa muốn. Chúng ta muốn quy hoạch, chúng ta muốn cả chồng Chúa ở đây, tôi phải là người làm cho cuộc đời tốt hơn lên, hay là người làm cho cuộc đời không đi xuống và phá sản. Tất cả những điều này có gì phải khẩu Chúa. Tất cả quyết định mà mình muốn đi học, đi làm, bất cứ gì, Chúa ơi, con xin Chúa cho con cái ngành nghề này, có phải là ngành nghề Chúa muốn cho con không? Còn nó không, tôi xin thưa quý vị, quý vị có thể khởi nghiệp là bắt đầu từ nơi Chúa, nhưng quý vị số lần nữa cũng phải phá sản luôn. Và quý vị phá sản được lên, quý vị sẽ phá sản cuộc đời, trong đó bao gồm chẳng có gì cho con cháu. Và do đó trong mùa Giáng sinh này, cũng cho chúng ta nhìn thấy được một cái khái tượng xa hơn. Không nhìn thấy gì mình có, nhìn xa xa hơn. Chúa ơi, con không làm chỉ vì con, mà con làm cho hậu tử của con. Con không đi nhà thờ của gì con nữa, mặc dù con yêu mến Chúa, con kính sợ Chúa, con thờ của Chúa, nhưng mà con cũng đi nhà thờ của Chúa vì hậu tử của con, vì dòng dõi kế tiếp của con phục vụ Chúa, bởi vì con biết rằng Chúa yêu mến và ban phước cho người phục vụ Ngài, và Ngài ban phước cho con thánh đức của con luôn. Tôi có được ngày hôm nay một phần tôi biết ơn của những người mà trong gia đình tôi đã thay giá theo Chúa, và tôi biết ơn họ. Nếu mà tôi ăn và tôi được người ta tiếp đón lại, và tôi cảm thấy mình hậu Chúa ban phước, nhưng mà có những lần chúng nhắc tôi là con được người ta tiếp đón con bởi vì ông bà cha mẹ con đã từng tiếp đón đời của bạn. Quý vị ơi, thánh giả chúng ta trong truyền đạo đoạn 12 này, hãy ném bánh con xuống mặt nước, lấy cái bánh ném xuống mặt nước, vì một ngày nào đó con sẽ nhận lại nó. Chúa nói là điều gì? Cái bánh ném xuống nước không thể nào mà nhặt được, hay nói một cách khác, cho chỉ kích thực lên, chúng ta nghĩ là chúng ta làm điều đó là phi, là không ích lợi, nhưng mà Chúa nói là những gì mà chúng ta làm cho Chúa, một ngày nào đó sẽ trả lời chúng ta và trở lại với con cháu chúng ta. Tôi bắt đầu hôm nay, cuối năm 2023 này, tôi kêu gọi quý vị, tôi khích lệ quý vị, hãy theo Chúa một cách thật nghiêm túc. Amen. Trong cái trại sắp tới, chúng ta sẽ có một cái trại, và trong trại này tôi khuyến khích những ai là vợ chồng, chúng ta sẽ có một lễ hướng nguyện của Chúa trong năm 2024 này. Chúng ta nói Chúa, con
vợ chồng con và cả nhà con sẽ hầu Chúa. Có một vợ chồng con quyết định xây dựng một mối quan hệ với Chúa và để cũng để lại một di sản thuộc linh cho đàn chồng của con. Và chúng ta sẽ có lời hứa nguyện với nhau, tôi biết tôi sẽ giao cho ngài cho ban tổ chức, tôi nhưng tôi sẽ bữa đó tôi sẽ giảng chúng ta để trang trí làm sao cho đẹp, tôi thấy cô dâu chú rể nào đó sẽ xuất hiện. Tôi nghĩ chúng ta sẽ có một cái trại rất là phức hợp. Và để có điều này, chúng ta sẽ khích lại cho những con cái Chúa trong hội thánh chúng ta. Họ sẽ quyết định hôn nhân của họ là họ chọn lựa lấy vợ lấy chồng là những người yêu quý Chúa để cuộc sống hôn nhân của họ sau này họ có cái gì để lại cho đời mai sau. Amen. Vậy đó, để mà đi vào trong bài giảng hôm nay, tôi muốn nhấn mạnh một số điều mà tôi muốn chúng ta nhận ý thức được, đó là khi Chúa Giêsu nói ta là, ngày thay là một người nào nói ta là, có nghĩa là họ nói đến danh tánh của họ, họ nói đến chức danh của họ, họ nói đến cái chức năng của họ làm. Nếu mà ai nói là tôi là cha của đứa đó, chúng ta sẽ nói chức danh người đó là cha và cái trách nhiệm của người cha đối với con của mình là gì, chức danh và đồng thời cái chức năng mà người đó làm gì. Khi một người nói đến là tôi là một bác sĩ thì không cần biết cái gì, đối với bác sĩ thì ông sẽ khám cái gì, tổng kiểm tra cái gì và cho ông biết là cái gì bệnh gì thế nào, và họ sẽ chỉ cho quý vị biết làm sao để mà bệnh được là một kê thuốc, quý vị phải mua thuốc, quý vị phải làm theo những điều bác sĩ đổ thì quý vị mới được làm. Tương tự với khi Chúa Giêsu nói ta là ánh sáng của thế gian thì có nghĩa là ngài tuyên bố ngài là ai, chức danh của ngài là gì, chức năng của ngài là gì, chức năng của ngài là ánh sáng. Và bởi vì ngài là ánh sáng cho nên những ai đi theo ngài không chỉ tin nhưng mà đi theo ngài, đi theo cái việc làm theo cái gì ngài chạy thì người đó không còn ở trong tối tăm nhưng mà có ánh sáng của sự sống. Ánh sáng của sự sống có nghĩa là gì? Cuộc đời chúng ta không còn trong tối tăm nữa nhưng mà cuộc đời chúng ta bắt đầu có sự sống, sự sống vui vẻ, sự sống bình an, sự sống hạnh phúc, tất cả mọi người nó thành cái cuộc đời của chúng ta bởi vì chúng ta đi theo Chúa Giêsu. Nếu chúng ta là một luật sư, chúng ta gặp một luật sư và luật sư đó là luật sư như Chúa thì người đó sẽ giải quyết ngay đời ta về luật như Chúa, bởi vì cái chức năng, cái chức vụ của họ đó là làm luật sư như Chúa, chức năng của họ lo việc như Chúa. Cho nên chúng ta gặp một ngay đời là như Chúa đừng hỏi luật luôn kiếm những luật sư, những người chuyên môn hỏi họ sẽ giải quyết những ngay đời trong đời sống chúng ta và chúng ta làm đúng theo thủ tục và chúng ta đáp ứng được đúng nhu cầu họ đòi hỏi chúng ta thì đương nhiên chúng ta sẽ được vô tình. Cho nên khi mà hiểu được những điều này trong đời sống chúng ta, khi Chúa Giêsu tuyên bố ngài là ai, tôi là những gì mà ngài có khả năng ngài sẽ làm cho chúng ta. Do Chúa Giêsu tuyên bố rằng ngài là ta là sự sáng của thế giới, ánh sáng của thế giới, có nghĩa là nếu chúng ta đi theo ngài, bảo đảm cuộc đời chúng ta sẽ không bao giờ trong tối tăm nữa. Càng tin theo ngài, đi theo ngài, càng cần ánh bó ngài như nào thì ánh bó đó càng ngày càng tránh xa cuộc đời chúng ta và ánh sáng càng đến vào cuộc đời chúng ta. Cho nên khi chúng ta đi theo ngài sẽ có những cái mà Chúa muốn chúng ta bỏ, giống như một người mà bị bệnh ung thư phổi khi đến bác sĩ nói là anh muốn được lành bệnh thì anh phải đến đây tôi khám cho anh phải uống thuốc vân vân nhưng anh phải bỏ thuốc lá, anh không bỏ thuốc lá thì không có được. Cho nên chúng ta muốn theo Chúa để cuộc đời chúng ta là ánh sáng cho chính mình, cho vợ, cho chồng, cho con cái, cho gia đình mình thì chúng ta phải có biết những điều gì Chúa kêu chúng ta làm và chúng ta làm những gì chúng ta bỏ thì chúng ta phải bỏ thì ánh sáng mới có cuộc đời chúng ta được. Do đó nhiều người đi theo Chúa rất nhiều năm nhưng cuộc đời họ cũng có luôn. Ngày hôm qua tôi nói chuyện với Hùng, sau khi nói chuyện xong tôi nói chuyện với Hùng, bởi tôi là người dạy cái thánh cho Hùng và tôi đã có nhận được cái anh chàng này khá đặc biệt trong những số người rất ít người tôi gặp, có nghĩa là dạy cái gì làm theo cái đó, tin và làm theo. Và tôi nói với em nói thế này, tôi nói em học hơi nhiều nhưng mà những gì em học em làm nó phù hợp tốt. Nên khi chúng ta học rất nhiều nhưng chúng ta chẳng làm gì cả, cái quan trọng là chúng ta học lời Chúa là Chúa dạy chúng ta làm gì, chúng ta làm theo thì mới ánh sáng được.
Cho nên khuyến khích chúng ta bắt đầu năm nay học cái thánh, không có đọc cho biết mà học để làm theo. Tôi muốn tôi ngày thờ tôi muốn học cái thánh để cải độ luôn, tránh lẫn nơi thua. Cuộc đời chúng ta muốn ánh sáng, chúng ta phải nghe lời Chúa và làm theo. Ngài là bánh sự sống và nước hàng sống. Chúa Giêsu là bánh của sự sống. Ai đối với ta không lừa dối, ai tin ta chẳng hề khác. Con người Chúa bảo rằng chúng ta cuộc đời chúng ta không lừa dối. Ngài bảo rằng cuộc đời chúng ta không bao giờ chúng ta cảm thấy thiếu thốn gì cả, và chúng ta luôn luôn thỏa nguyện. Nơi đây là chúng ta không có ước ao gì hơn nữa. Là đức đây là Đức Giê-hô-va là nơi nương náu tôi. Ngoài Chúa ra tôi không có phước gì. Khi chúng ta để Chúa là nơi nương náu chúng ta, Chúa là đất chở che chúng ta, Ngài là bánh của chúng ta, là để chúng ta thức ăn chúng ta. Quý vị đi bất cứ nào với Chúa đều gì cả. Quý vị thiếu thốn gì Chúa chu cấp cho quý vị cả. Và cuộc đời mình luôn luôn sống trong sự thỏa nguyện. Lý do cuộc đời chúng ta tìm kiếm cái này tìm kiếm cái kia, tại sao chúng ta không tìm cái nơi Chúa, không tìm kiếm cái thế giới? Kế tiếp là Chúa Giêsu là đường đi, chân lý và cuộc sống. Chúa Giêsu là ta là đường đi, chân lý và sự sống. Con người Chúa Giêsu là con đường duy nhất Ngài dẫn chúng ta đến sự sống, con đường duy nhất cho chúng ta chân lý, nếu chúng ta đi trong đường lối của Ngài. Là có một điều xảy ra trong đời sống của chúng ta, đó là chúng ta có thích chọn con đường mình yêu thích. Và khi chúng ta chọn con đường yêu thích chứ không phải đường của Chúa, thì chúng ta không đi trong chân lý, và không đi trong chân lý chúng ta không đi trong sự sống của Chúa. Cho nên để đi trong chân lý của Chúa, Chúa ơi, Ngài muốn con đi đâu? Ngài muốn con làm gì? Cho nên chỉ cho con. Và khi chúng ta có một đời sống mà đi trong đường đó của Chúa, chúng ta sẽ làm cho con cái chúng ta thấy rằng con ơi, ba lúc đó đang gặp một khó khăn, nhưng mà thay mà chọn con đường này, nhưng mà chọn thì ý Chúa, và Chúa đã thay đổi cuộc đời của gia đình chúng ta. Chúng ta lo cho con cái con đường này, chúng ta có bảo đảm cho con cái con đường này, những quyết định của chúng ta đến từ nơi Chúa luôn luôn là kết quả tốt cho cuộc đời của mình. Chúa sự là đường đi, là chân lý và sự sống. Thế Thánh cho biết là lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi. Con đường chúng ta đi sẽ được lời Chúa dẫn dắt. Đừng để ai dẫn dắt cuộc đời chúng ta. Cái tiếp theo là cái cửa. Dân con người có chứng cho biết rằng ta là cái cửa, nếu ai do ta mà vào sẽ được cứu rỗi, họ sẽ được ra vào và gặp đồng cỏ. Khi chúng ta để Chúa Giêsu là cái cửa, chứ không phải quyền thánh nói Chúa Giêsu là cái cửa. Khi chúng ta nói rằng Chúa Giêsu Ngài là ánh sáng, còn cái người Chúa ánh sáng chúng ta, cho là Kinh Thánh nói. Kinh Thánh nói là chuyện, nhưng mà anh Chúa không phải ánh sáng, chúng ta không phải cái khác. Anh hiểu không? Quý vị hiểu không? Kinh Thánh nói là một chuyện, nhưng mà Kinh Thánh nói câu đó có nghĩa gì với chúng ta? Nó có thuộc về chúng ta không? Chúa không phải ánh sáng của đâu đó. Hay là chỉ Kinh Thánh nói đó. Kinh Thánh nói là ai đó thì người ta hiểu. Ai tin người ta hiểu, ai làm theo người ta hiểu. Chúng ta nói Chúa là cái cửa. Nếu ai do ta mà vào thì sẽ được cứu rỗi, và sẽ được ra vào gặp đồng cỏ. Khi Chúa là cái cửa, chúng ta sự cứu rỗi bảo đảm, sự sống của thiên đàng thuộc về chúng ta. Những chỉ dẫn của Chúa sẽ thuộc về chúng ta, và chúng ta cứ mở cửa ra, mỗi sáng mở cửa ra khỏi nhà, đi ra phước hạnh, làm việc vui vẻ bình an, trở về nhà, bước vô trong nhà, gia đình ấm cúng. Còn muốn gì không? Chúa Giêsu là người chăn, người chăn nhân lành, và Ngài vì là chiên mà phó sự sống mình. Chúa Giêsu còn tiếc hy sinh mạng sống của Ngài chết trên thập giá để cứu chúng ta. Ngài chắc chắn sẽ chăm sóc cuộc đời chúng ta. Nếu ai chúng ta thấy mình cô đơn, ai cũng thấy mình là đơn chiếc, mẹ đơn thân, ai cũng sống độc thân, xứ lạ nơi quê người. Có ai chúng ta cảm thấy là trong gia đình mình không được ai thương, không ai quan tâm hết? Chúa Giêsu là Ngài đến chăm sóc mình. Vì thế cho chúng ta biết dỗ người mẹ có quên cho con bố, chúng ta cũng không quên con. Hãy để Chúa chăm sóc cuộc đời mình. Đừng tự chăm sóc mình. Có nhiều người thích chăm sóc mình lắm. Có nhiều người thích chăm sóc mình. Hãy đến với Chúa và xin chăm sóc cuộc đời con.
con gặp khó khăn, Chúa ơi xin Chúa chăm sóc con gặp khó khăn thì Chúa ơi giúp đỡ con. Ngài sẽ làm cho chúng ta một cách rộng lớn. Cái thánh thơ cho biết rằng hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hãy chăm sóc anh em. Cái thánh cho biết rằng hãy cảm mệt mỏi và hãy cánh ưu tư hãy đến cùng ta sẽ cho các con được yên. Quý vị này cuộc đời của mình hãy đến với Ngài chăm sóc cuộc đời của mình. Chúa nói rằng hãy trao cái gánh nặng mình cho Chúa. Chúa nói hãy học theo ta và làm theo ta thì linh hồn nó còn sự yên nghỉ. Được cho tin Chúa của mình thôi, hãy trao. Trao cái nào mà Chúa xưa còn có vấn đề như Chúa hồ sơ con này cũng trao cho mẹ. Con biết xử lý thế nào, con biết ai sẽ là người xử tốt cho con biết ai sẽ chú trị cho con. Chúa ơi, con của con nó sinh học và con muốn trường nào tốt cho nó, và trường nào mà nó đó không bị ăn giết và cho nó tôi bạn bè tốt, cho sự tốt để cuộc đời nó tốt, Chúa chỉ cho con. Chăm sóc con, trao cho Chúa. Chúng ta cần hơn nhiều với Chúa, vì Chúa biết hết tất cả trước khi chúng ta sinh rồi. Nhưng mà hãy đỡ đau thôi, chứ không phải đỡ đau Chúa. Đừng chỉ im lặng. Chúa Giêsu là sự sống lại và sự sống. Chúa Giêsu nói là ta là sự sống lại và sống, người nào tin ta sẽ sống mặc dù đã chết rồi. Hôn nhân bị thật chết, công việc làm ăn bị thật chết, bất cứ gì có thể chết, nhưng Chúa vẫn đang sống. Ngài sẽ đem sự sống của Ngài vào trong cuộc đời của chúng ta nếu chúng ta tin cậy đến Ngài. Và không những như thế, khi chúng ta qua đời chúng ta được trở về với Chúa. Và nếu như chúng ta còn đang sống và Chúa Giêsu trở lại thì chúng ta sẽ kết nối với Ngài. Và cuối cùng Chúa Giêsu nói rằng ta là cây nho, các con là cành là nhánh. Bên ngoài ta ra con không làm được gì cả. Chúa Giêsu muốn nói đến gì? Chúa Giêsu muốn nói đến rằng cuộc đời chúng ta chỉ có kết quả khi chúng ta gắn liền với Ngài. Cuộc đời chúng ta chỉ có tốt đẹp chỉ khi nào chúng ta luôn luôn dính vào Chúa, chứ phải lúc dính là lúc ra. Cầu chỉ Chúa nguyện chúng ta dính với Chúa và trong tuần là chúng ta tách ra, nhưng mỗi ngày mỗi giây phút chúng ta dính vào Chúa. Không có biết bỏ tố, không biết phân ba, không biết chuyện gì hoàn nạn sẽ đến, chúng ta dính vào Chúa. Tin thánh cho chúng ta biết chúng ta giống như một cây trồng gần dòng nước, xanh bông trái theo tự nhiên. Lá cũng sẽ tàn héo, mọi việc chúng ta làm đều sẽ thành công. Nhưng người tin lành không phải tin để làm lành. Người tin lành còn tin để tham gia một tôn giáo. Người tin lành là người có một mối quan hệ với Đức Chúa Trời qua Chúa Jesus Christ, một sự tương giao với Ngài. Còn nếu như chúng ta không có sự tương giao với Chúa, có nghĩa là chúng ta làm cái cành mà bên ngoài không dính vào cái gốc, không dính vào cái thân. Và quý vị sẽ khám phá rằng những người nào mà không dính vào Chúa, quý vị không cảm thấy được mình bình an, thấy mình vui vẻ, luôn luôn cao có, bực bội hay có đủ cái gì đó. Sự sống của Chúa không chảy vào cuộc đời chúng ta. Cho nên từ ngày cuối năm này, tôi muốn người chúng ta nhìn thấy Chúa mở mắt con. Mở mắt con. Con không muốn làm việc cực khổ, và cuối cùng con không có gì để lại cho con cái con cả. Con cũng để lại con cái con những gì tốt nhất, trong đó bao gồm di sản thuộc linh lẫn di sản thuộc thể. Mình gặp số người mà nó khoe với tôi là tôi mua cho mỗi con một cái nhà. Rồi vô tình nó nói tôi một câu, mình mua cái nhà xong cho nó rồi mình muốn gặp nó phải hẹn nó cho con lớn đứa chừng là hẹn nó làm rồi. Mình để ra làm gì? Thì nếu chúng ta có di sản thuộc linh lớn di sản thuộc thể, có nghĩa là Chúa Giêsu là tất cả của chúng ta, Ngài là sự sống của tôi, Ngài là ánh sáng của trời của tôi, Ngài là đường đi của tôi, Ngài là đấng chân danh tôi.
cái cửa của tôi. Ngài là sự sống và sự sống lại của tôi. Ngài là tất cả của tôi. Khi Chúa Giêsu là tất cả cuộc đời chúng ta, thì tất cả những gì của chúng ta sẽ là tất cả chúng ta để lại cho con cái của tôi. Amen. Đứng lên và cầu nguyện. Nhưng có hôm nay chúng ta muốn để lại một cái gì đó, chuẩn bị một gì đó trong cuối năm này, trong năm kế tiếp, hãy đến với Chúa và nói Chúa xin tha thứ cho con, xin tha thứ cho con vì con không để Ngài làm trung tâm của cuộc đời con, tha thứ cho con vì con nhờ cái sức riêng của con tìm kiếm điều này điều kia mà không tìm kiếm được Ngài. Xin tha thứ cho con. Và xin phục hồi có lại mối quan hệ để con đam mê Chúa, yêu mến Ngài. Con không để cho những sự giận hờn, những sự cay đắng, những sự những cái gì đó, những trách phạm ai làm cho con trách phạm. Nhưng con biết được nắm tay Chúa. Không để bất cứ gì để mà con buông tay ra khỏi Ngài. Con nắm chặt tay Chúa. Bắt đầu từ cuối năm nay. Nếu như là người này hãy giơ tay lên hướng về Chúa và cầu nguyện, và tôi sẽ cầu nguyện cho quý vị. Trời, cho con giơ tay hướng về Ngài và cho con nói với Cha rằng Cha, cho con đầu phục Ngài. Con muốn dâng cho Ngài chính cuộc đời của con, cũng dâng lên cho Ngài tất cả những đam mê, những khát vọng, những ước mơ của con. Và con nói rằng tất cả điều này không còn của con nữa mà của Ngài. Để bởi vì Ngài ước mơ cho cuộc đời của con, để bởi vì mong muốn cho cuộc đời con, để Ngài muốn ban cho cuộc đời con, thì Cha ơi, chúng con đón nhận và đón nhận hôm nay. Xin mở mắt con thấy tầm quan trọng về di sản thuộc linh mà chúng con cần khởi nghiệp từ bây giờ. Một di sản thuộc linh mà con cần khởi nghiệp để con xây dựng một gì đó lâu dài cho cuộc đời, cuối cuộc đời mình còn phải giữ được nó. Và con sẵn sàng để lại, truyền lại cho thế hệ mai sau. Cho người này sẽ đi làm điều này. Hãy làm điều này. Thánh Linh cầu nguyện như này. Xin Ngài đến và Ngài dùng lửa của Ngài thiêu đốt tất cả những ước vọng, những điều gì của chúng con mà không thuộc về Ngài trong tâm trí của con, trong tâm trí của lòng của chúng con, tất cả những người con ở đây. Cha sẽ Ngài thiêu đốt tất cả để chỉ những gì còn lại là những gì mà ý muốn của Ngài, Ngài cho chúng con. Ai là cái ý muốn của Đức Trời thì còn tồn tại đời đời. Chúng con chỉ muốn ý muốn của Ngài, không phải ý muốn của chúng con. Cha sẽ Ngài giúp đỡ chúng con, giúp đỡ cho con ngày bây giờ trong danh của Chúa Giêsu. Chúng con bắt đầu nhìn thấy ngày hôm nay không phải chỉ trang bị những di sản thuộc linh cho chính đời sống của mình, nhưng mà chúng con chuẩn bị cho con cháu của con. Chúng con sẽ dạy dỗ nó, chúng con sẽ dùng đời sống gương mẫu của mình để chỉ cho chúng nó biết làm sao để nó có được những điều mà Ngài đã ban cho con. Thánh Linh xin mở mắt con cái của chúng con để nó lớn lên, nó có những ước ao. Và những ước ao của nó không phải là giàu có, tiền bạc hay bất cứ điều gì. Những ước ao của nó là sống cho Chúa và sống đẹp lòng Ngài, sống cho ý muốn của Đức Chúa Trời. Con cảm ơn Cha và con. Nhân danh Chúa Jesus Christ người Nazareth, ta tuyên bố tất cả những đoàn lễ nào, cái thứ xây dựng tâm trí dân sự của Chúa, những người đã có mặt tại đây, những người dân online, đánh vỡ tất cả những sự suy nghĩ này, đánh hạ tất cả những tư tưởng này ngay bây giờ trong danh Chúa, để chặt đứt tất cả những xiềng xích thông cùng và cái người cản trở họ để đi tới phía trước, đi tới sự cứu rỗi, những gì mà Chúa dành sẵn cho họ, chặt đứt tất cả những công cùng xiềng xích này. Tôi muốn tuyên bố rõ ràng là người buông tha họ ra và cứ hãy mở mắt, buông lấy tay khỏi mắt họ, lấy cái vây khỏi mắt họ, để họ nhìn thấy cơ nghiệp giàu có mà Đức Chúa Trời dành sẵn cho họ vào cái thứ họ trong Chúa Giêsu Christ. Con cảm ơn Chúa. Hallelujah. Từ cuối năm nay, chúng con
con ước là một năm. Và chúng con đã chuẩn bị sẵn sàng cho năm 2024. Một năm chúng con có đời sống nghiêm túc với Chúa, đời sống chiến chuông, đời sống mà lời nói của miệng chúng con, sự suy mặt của lòng chúng con được đẹp ý Ngài. Có cầu nguyện cho một năm mà chúng con cứng rắn với chính mình về những sự cám dỗ, về những điều sai, và chúng con mềm dẻo, và chúng con nhân từ với những người chung quanh chúng con. Con cảm ơn Cha, và dâng tất cả chúng con lên trong tay của Ngài. Thánh ơi, sức dầu cho từng người con, sức dầu cho họ này, sức dầu cho họ này, mở mắt họ này, mở lòng họ này. Con cảm ơn Ngài và chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.